Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình nhân tiện là mình đang tưới vườn lan với vườn mai của mình đó, thì mình cũng chia sẻ với các bạn một cái video mình nghĩ là nó sẽ cũng rất là hữu ích ở chủ đề như vậy các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ đây là cái cách mà chúng ta phục hồi một cây mai mà nó bị suy hoặc là nó gần chết đó. Sau khi mà chúng ta đã cứu được nó rồi đó, thì chúng ta làm cách nào để cho nó phát triển cái bộ lá ra. Ở đây là một cái cây mai các bạn. Cây mai này thì cũng rất là to các bạn ha. Thì cây mai này á là kỷ niệm của một người em kết nghĩa của mình á có tặng cho mình. Thì lúc mà cây mai này á em đào về á, các bạn, em của mình đào về thì nó hầu như nó gần chết. Tại vì nó nằm trên đá. Và khi đào về thì nó không có được có bầu, không có bầu đất. Và em của mình á thì cũng khoảng 1 tuần sau cũng chưa trồng nữa, thì em của mình mới nói là bây giờ thì em tặng anh à, thì anh về anh trồng, em nghĩ nó cũng không sống được ở thì về thì và cái biện pháp mà cứu một cây mai suy á, một cây mai gần chết á, thì mình đã làm ở những cái video trước các bạn ha. Đó, thì mình đã cứu thành công cái em mai này. Em mai này thì cái hoành nó khoảng 75 các bạn ha, rất là to. Thì cái công đoạn tiếp theo á là làm cách nào mình cứu một cây mai các bạn ha, nó xì chồi rồi nhưng mà chưa chắc nó đã sống các bạn ha. Đôi khi nó đi được một cây mà cái cây đó nó sẽ dài ra, xong rồi cái nó đen đầu lá và nó rút lại từ và nó chết, cũng có trường hợp xảy ra. Thì á, cái vấn đề ở chỗ là chúng ta làm cách nào để đây các bạn, cây mai chúng ta nó xì lá non như vậy nè, đó nó xì được cơ thứ hai các bạn ha. Đây là cơ đầu nè, đây là cơ đầu. Đó, nó xì được luôn cơ thứ hai như vậy các bạn ha. Đó, lá to. Lá to thì một phần là do cái giống mai, cái gen cây mai, một phần đó là do cái cách mình chăm sóc nữa các bạn ha. Đây. Cái cơ thứ hai ở đây. Nếu mà chúng ta chăm sóc được cái cơ thứ hai thành công rồi đó, thì hầu như là chúng ta sẽ nói là chúng ta cứu được cây mai khoảng như là 90% rồi các bạn. Lúc đó chúng ta sẽ đi đều dinh dưỡng lại là ok các bạn ha. Thì cái bí quyết ở đây là gì? Đó, nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Nó có nhiều cách các bạn ha. Một bài toán thì chúng ta có thể giải nhiều cách. Nhưng mà ở đây mình đã áp dụng thành công rồi thì mình xin chia sẻ với bạn luôn, rất là đơn giản. Đó là N3M. Chỉ cần một hũ N3M này các bạn là chúng ta có thể cứu được rồi. Ở đây không phải là chúng ta dùng hết các bạn, chúng ta dùng lượng ít thôi. Ví dụ như mình có cái xô này. Đó, khoảng 10 lít. Đó, thì mình sẽ pha cho là 5 muỗng N3M này vào. Đó, cứ 1 tuần mình cho mai nó ăn một lần thì á đây là mình đánh được là tuần thứ hai rồi các bạn. Sau tuần thứ hai 3 ngày, có nghĩa là 14 với 37 ngày thì cây mai nó sẽ xì được cái đợt cơ thứ hai ra như vậy. Đó, bạn thấy lá lụa không? Đó, phát triển rất là tốt. Đó, các bạn thấy không? Phát triển rất là tốt. Đó, thì mình sẵn mình tưới cho cây mai của mình thì mình tưới luôn cây cho cái cây chào hoa vàng các bạn. Đây là cây chào hoa vàng ha, nó cũng xì chồi luôn nè các bạn. Đó, cái nó dùng được nhiều loại cây chứ không phải riêng cây mai không. Nó xì chồi quá trời các bạn thấy không? Đó. Thì đồng ý á, là trước khi về á, mình cũng đã xử lý một cái bài thuốc riêng của mình rồi. Nhưng ý mình nói ở đây á là khi mà cây mai chúng ta đã có dấu hiệu xì chồi rồi thì chúng ta làm gì để cứu cho cây mai sống hẳn luôn. Thì cái đó chúng ta dùng N3M các bạn ha. Đó, một cách đơn giản thôi, vừa rẻ tiền mà là vừa hiệu quả. Đó, còn sau đó xử lý như thế nào nữa thì mình sẽ dành ở những cái video tiếp theo. Đó, mình mỗi video mình tập trung một chủ đề chính thôi. Đó, vậy là cho các bạn dễ hiểu và các bạn dễ thực hiện ha. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình.